Hiện tại ở trên tay em đang là 11 Pro vàng 512 GB. Ê, pin 100%, hàng đẹp như mới anh em nhé. Hiện tại thì em chỉ còn đúng 10 slot để chia cho anh em thôi. Và những cái con máy này ấy, thì em chỉ kích hoạt lên để em test thôi, chứ chưa ai dùng anh em nhé. Nên là anh em có thể an tâm về cái chất lượng máy này. Pin thì 100% đây. Đấy, ngoại hình thì nói chung là anh em không phải nghĩ về ngoại hình những cái con máy này như làm gì cả. Bởi vì nó đẹp gần như mới. Nó đẹp như mới luôn chứ không phải là gần như mới nữa. Đấy, nó không khác gì một con máy mới. Thì tính đến nay ấy, thì cái con này nó cũng đã sản xuất được tầm 5 năm rồi. Mà giờ vẫn còn những con máy như này thì thật sự là cực kỳ hiếm nhá. Anh em, nhiều anh em thì vẫn băn khoăn là tại sao cái thời điểm này thì vẫn còn cái bọn này, hàng mới như này. Nó có, nhưng cơ bản là anh em có biết hay không thôi. Còn như bọn em tìm được ra ấy, thì thật sự là những cái bọn này ấy, bây giờ thật sự là rất hiếm. Và 11 Pro này ấy, thì anh em vẫn có thể yên tâm sử dụng trong vòng khoảng tầm 3 năm tới nhá. Đấy, 3 năm tới vẫn sử dụng ổn định. Đấy, bây giờ up lên iOS 18 là vẫn rất là ok nhá. Đấy, hiện tại thì máy này thì em chỉ có màu vàng thôi. Và cái màu vàng này ấy, nếu mà máy cũ bản 256 nhá, thì em đang bán là 9 triệu rưỡi nhá. Nhưng mà cái con này là bản 512 GB, máy như mới, pin 100%, mà em nói thật là em chỉ có đúng 10 slot thôi. Em bán rẻ hơn cả máy cũ bản 256 nhá. Đấy, cái giá này ấy là cái giá em thanh lý hộ thôi, chứ không có lời lãi gì ở mấy con này anh em nhé. Còn còn máy ấy, thì em vẫn cam kết cho anh em là không zin tặng máy, anh em có thể mang đi bất kỳ đâu để kiểm tra thoải mái nhé. Nhiều khi anh em cứ nghĩ ấy, là dung lượng cao anh em dùng không hết, nhưng mà giờ con này bản 512 GB, máy thì như mới mà nó còn rẻ hơn cả 256 máy cũ ấy, thì tội gì mà anh em không lấy luôn con 512 mà dùng, đúng không? Như em ngày trước nhá, em cũng nghĩ là cái bản 64 em dùng là đủ rồi. Nhưng mà đến bây giờ ấy, cái bản 256 em dùng vẫn hết. Như em ấy nhá, em toàn quay video 4K 60 ấy, thì nó cũng sẽ nặng hơn và chiếm dung lượng cao hơn. Tuy nhiên ấy, nó đổi lại cho mình là sẽ có được một cái video đẹp hơn, nét hơn, chất lượng hơn, đúng không? Đấy, tầm mà cứ có con cái như em vào rồi ấy, lúc nào cũng chỉ muốn quay lại những khoảnh khắc của con ấy, thì cứ phải pha cái con 512 GB này thì nó mới đủ. Đấy, em tâm sự với anh em một tí thế thôi. Còn quay lại với con máy này nhá. Hiện tại thì em nói thật là em chỉ có đúng 10 slot này. Máy thì đẹp như mới nhá, pin thì 100%. Và những cái con máy này ở thời điểm này ấy, là cực kỳ hiếm nhá. Anh em nào mà quan tâm ấy, thì để lại comment ở phía dưới, em sẽ tư vấn chi tiết hơn cho anh em. Thế nhá.